Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu tốc cần Java. Thì chương trình để góp này diễn ra từ ngày 25 tháng 7 và kết thúc vào ngày 28 tháng 7 các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay, các bạn cần click vào link mô tả thứ nhất mình, các bạn join vào kênh Telegram, kênh Challenge các bạn. Sau đó các bạn follow tờ Twitter và tờ Twitter tăng 3 người bạn nè. Trên tờ Twitter này bạn theo dõi người bạn, rồi các bạn like nè, các bạn trích dẫn với tờ quýt nè, các bạn phải tăng 3 người bạn vào mới được các bạn. Rồi các bạn tờ quýt lên nè, sau đó các bạn bắt up lên nè, sau đó thì các bạn nhấp vào cái link form này người ta các bạn, mở link form ra. Rồi xong đầu tiên thì các bạn điền lại dù tờ Twitter link account thì các bạn mở tờ Twitter các bạn ra nè, dù tờ Twitter account link các bạn mở tờ Twitter các bạn ra nha bạn, các bạn nhấp cho ba anh cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè, các bạn nhấp ba anh cùng nè, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết nè, các bạn dán vào đây nha các bạn, tiếp tục các bạn gửi lại một cái link retweet nè, thì các bạn mở tờ Twitter các bạn ra lại nè, các bạn chia sẻ các bạn đã tờ tweet nè. Rồi sau đó các bạn gửi vào đây nè. Sau đó thì các bạn gửi đường link Instagram mình nha các bạn. Telegram mình đã cho anh sợ ai góp. Thì các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Nhấp vào setting nè. Nhấp vào username nè. Copy cái link này nha các bạn. Rồi các bạn gửi lại cho bot. Gửi vào link form nữa. Sau đó các bạn gửi địa chỉ với pin bi sẽ mất trên bet 20 trên với chocolate của tất cả bạn ra nha các bạn. Vào. Bạn copy địa chỉ với pin bi bạn nè. Mình dán vào đây nè. Sau đó the retweet link tăng account you fin and refer thì các bạn copy phần link dưới mô tả với video mình có để cho các bạn nha các bạn. Link này nè các bạn. Các bạn copy vào nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây. Rồi tất cả bạn gửi là xong rồi các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 1 triệu token Java trên đây kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo nha.